Thôi chào tất cả các anh em nha. Hôm nay mình rất vui giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm rất là mới, đơn giản và dễ sử dụng, dễ làm nữa các bạn. Đó là máy cắt xốp. Nó chỉ có chừng này anh em này, một miếng pin và một dây meso. Giờ mình sẽ bật lên cắt thử cho anh em xem nha. Bật lên cái là nó nóng liền. Cắt thử anh em nha. Đó, anh em thấy này, nó ăn ngọt không? Đi một đường liền ha. Nó ra mình sụp rồi nè, rồi ngọt ngào không anh em, quả đẹp luôn ha. Bây giờ mình cắt cái đường viền lớn này nha. Đó, anh em thấy dễ dàng không? Anh em nhớ làm cái này nó lớn ra, rộng ra để sử dụng được miếng sụp lớn nha. Cái kích thước này lớn ra thì anh em sử dụng được kích thước lớn hơn. Đó, cái này mình làm hơi nhỏ, chủ yếu là để làm cái nguyên tắc cho anh em thấy thế nào. Rồi mình cắt ngang đây nha, tiếp tục ra. Anh em thấy dễ không? Quá dễ luôn. Rồi mình sẽ cắt đứt luôn cái phần còn lại này luôn á. Thôi anh em thấy nó đơn giản ấy không? Mình đã việc sẵn cái chuyện mèo vặt đây rồi nè. Anh em muốn thì cắt cắt thử nha. Mình thì tay không được chuẩn lắm. Cái này anh em nào có tay khéo á, đi đẹp. Mình tay hơi bị rúng rồi, nhưng mà cơ bản là mình muốn giới thiệu cho anh em cái cách như vậy đó. Đó, à, chị em mơ anh em chị ấn 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 nó xuống. Chị em mơ à, chị em mơ rồi anh em nha. Đó, đây là chị em mơ đây nè, có chị em mơ đó nha. Bây giờ mình tiếp tục chị én nha, nhưng mà cái khuôn viên mình làm nó hơi bị ngắn rồi, có một chút gì đó hơi bị chật hẹp ở đây nên rất là khó chạy, tay mình run quá. Mà không sao, chủ yếu là giới thiệu cái máy thôi để cho anh em từ đó có thể thực hiện được dễ dàng. Thôi nó bị lỗi ở chỗ này rồi nè. Rồi ra được chữ E đó nha. Đó, ấn xuống nó ra chữ E này. Đơn giản không? Rồi ra được chữ E đó nha, được hai chữ rồi ha. Bây giờ muốn làm nữa là mình phải chiếm cái không gian cho tốt rồi đó. Cái không gian nó khó làm quá. Giờ thử chữ O này xem sao. Méo quá, tay rung quá. Tay rung của anh em ơi, không được đẹp lắm. Rồi ra chữ O lên nè. Rồi rồi bây giờ mình tạm thời ngưng lại để giới thiệu cho anh em một lát nha. Trong khi đó tạm thời sắp cái chữ mèo vặt cho anh em xem nè. Đó, anh em thấy chữ mèo không ha, rất là vui phải không nào? Đấy. Rồi bây giờ mình giới thiệu, trước hết là giới thiệu cái công tắc, tắt nguồn ở đây, đèn báo ở đây. Khi mình bật lên là có cái đèn nó báo để cho biết là nó đang chạy anh em nha. Rồi tắt nè. Bây giờ cái dây máy xo này đó, lấy ở cái trong cái máy sấy tóc đó nè. Thì cái dưới này có sợi dây này, có thể đẩy lưu để tới dây để mà gia tăng độ nóng, tăng giảm độ nóng. Đây là cái dây vàng này, tới cái cực dương này, qua cái công tắc này. Còn bên này là dây màu xanh tới cái cực âm qua bên kia của cái dây máy xo. Họ mình câu như vậy, anh em nhìn đơn giản nha. Họ nó chạy vậy đó, tới đây lên đây, đây là đầu của một dây máy xo này. Đây là cùi của dây máy xo và vào cái công tắc. Đơn giản phải không anh em? Chỉ một viên pin 4V thôi nha, sạc đầy là anh em dùng cả ngày. Không 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 lo về hết pin nha, rất là thoải mái luôn này.
Đơn giản vậy thôi, còn mặt sau này á, là anh em làm thế nào cũng được hết. Đây là mình làm cái chân này để cho nó hỏng khỏi cái nơi này nó nóng. Cái dây này nóng á, thì tầm khoảng 100 độ thôi là đã bay sụp nữa rồi, nó chạy sụp rồi nha, chứ không cần phải là 200 độ hoặc là 150 độ đâu, không cần nhiều đâu anh em nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục, giờ mình sẽ tiếp tục cái này, nhưng mà trước hết mình phải lấy cái không gian nó cho dễ làm nữa nha. Mình phải cắt bật lên này, mình sẽ muốn cắt rời, nó không gian nó khó làm quá. Muốn lấy cái tấm này ra ngoài để cho nó dễ làm, nó bự quá, trong lúc cái khuôn khổ của cái này mình làm quá nhỏ. Sẽ để cao lên để lấy được cái tấm này ra anh em nha. Nguyên cái chiều dài của dây mấy xó này là nơi nào nó cũng nóng hết, cho nên không phải lo nha. Để xuống dưới hay lên cao gì nó cũng có nhiệt độ giống nhau à. Rồi, đẹp chưa anh em? Rồi, anh em thấy thoải mái không? Bây giờ thử cái chữ V xem sao. Đấy, đi từ từ nha, cố gắng đi từ từ. Khi anh em viết cái mẫu chữ đẹp thì sẽ cắt ra đẹp nha. Cái này bây giờ mình sẽ làm ví dụ thôi nha. Rồi, đẩy xuống đó là. Thôi có lẽ mình xin dừng ở đây vì thời gian cũng vừa đủ. Chúc anh em làm giống mình thành công và thoải mái sử dụng theo cái ý muốn cắt chữ và làm đẹp cho cái sản phẩm của mình nha. Xin chào anh em, xin anh em một like, một subscribe và có động lực để cho mình làm nhiều video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại.